Có bạn nào đang xem livestream của Trang không? Hôm nay Trang sẽ livestream tư vấn trực tiếp cho các bạn nha. Có nhiều bạn muốn Trang tư vấn trực tiếp mà không có, Trang ít có thời gian livestream á. Hôm nay Trang sẽ livestream để tư vấn cho các bạn như là đã hẹn. Hi, có ai đang xem không? Ai cần hỏi gì không nè? Ủa, sao tay qua Facebook kia mà không qua ta? Nhiệm vụ kêu lên. Thank you em nha, Kiều Linh. Ủa sao kỳ, có ai biết cách tan không? Sao Trang tan qua Facebook HTT của bên Trang sao không thấy ta? Kỳ quá. Các bạn nào cần hỏi gì không? Trang sẽ trả lời luôn nhé. Hỏi về các cái sản phẩm bên Trang cũng được, hoặc là cách sử dụng, hoặc là các bạn đang sử dụng mà có cái vấn đề gì thắc mắc, hay là những cái gì mà chưa hài lòng á, thì các bạn có thể comment lên để Trang trả lời luôn. Cả nhà ăn cơm chưa? Ồ, kỳ nhỉ. Thank you em nha Quang Quyết. Em cũng xinh nữa. Chị ơi Trúc Đan Lương, đúng rồi em, tái tạo lại đi em. Tại vì cái da của mình á, trong cái thời gian mà mình ngưng sử dụng thuốc thì lúc đó mình sẽ có nhiều cái tác động môi trường, tác động bên ngoài, nó tác động vào trong cái da mình. Với lại do cái cơ thể mình nữa, nhiều lúc mình ăn uống hoạt động nó không có phù hợp đó, thức khuya hoặc là ăn uống nóng thì cái cơ chớ nó sẽ bị rối loạn đó, nó sẽ nổi mụn hoặc là bụi bặm môi trường đó, tác động vô da, cho nên em tái tạo lại em. Tái tạo lại thì nhanh lắm. Hà Bê, thank you em nha. Gì 24 chị ơi, Sang Nguyễn chị chưa có chơi cái gì mà em 24 là gì? 24 gì? Các em tái tạo lại rất là nhanh. Mình tái tạo lại nó nhanh hơn ban đầu. Ban đầu mình tái tạo thì nó mấy ngày nó mới bông. Mọc trên mọc trên kem là nó không có làm bông da em, chỉ có thuốc nó mới làm bông da. Nhiều cái trường hợp mà khi các em dùng kem, các em thấy bong da, tại vì trong da các em đã sử dụng thuốc nó vẫn còn ở trong cái da của mình á, thì khi mà mình sử dụng kem lên thì nó tiếp tục nó bong, thì mình cứ nghĩ là bong da là da kem, nhưng mà không phải đâu, kem không làm bong da. Thiệt hả? À, Trần Thị Hồng Ngân, thì sau khi em dùng thuốc xong á, em muốn mà cái da của em nó mà đẹp, căng bóng tùy em nha. Tại vì các bạn á, khi mà tái tạo xong thì da bạn nó trắng lên nhiều, bạn không có cần trắng nữa thì bạn sẽ sử dụng cái bộ ba dưỡng da căng bóng, cung cấp độ ẩm, cung cấp dưỡng chất đầy đủ cho da, thì dùng là mặt nạ B1 cộng với tinh dầu B1 và dùng kem dưỡng B2 giúp da mình rất là căng bóng, khỏe. Cái bộ đó là hoàn toàn từ thiên nhiên. Còn nếu mà ai mà muốn cái da mình nó trắng hơn nữa, trắng nhiều thì các bạn sẽ sử dụng tiếp là cái kem B3. Nếu mà các bạn muốn bỏ qua cái bước mà dùng dưỡng căng bóng thì các bạn dùng B3, nhưng mà phải đợi cho cái da của các bạn nó bong xong rồi mới được dùng B3. Còn cái bộ dưỡng căng bóng thì các bạn có thể dùng sau khi dùng thuốc hoặc trong lúc dùng thuốc cũng được. Mộc Trinh, em đang dùng kem gì em? Đúng rồi Ngân Kim, tái tạo lại da mình rất là nhanh, vài ngày là cái da của mình nó đã bong rồi, có khi là 2-3 ngày là bong rồi đó. Nhà mình ăn cơm chưa? Mai mốt Trang sẽ thường xuyên livestream để mà tư vấn cho các bạn. Tại vì hiện tại bây giờ thì cái lượng khách hàng bên Trang thì nó rất là rộng rãi, càng ngày thì nó càng nhiều, và cũng càng ngày càng nhiều fan của Trang, cho nên là Trang sẽ live stream nhiều hơn để nói chuyện với các bạn. Thanh thì cảm ơn em nhiều nha. Mộc Trinh, đi kem sau tái tạo em dùng, em thấy trên cái hộp nó có hai cái hiệu B2 hay là B3 nha em. Văn Quýt ơi, cái trường hợp này á, em cho khách sử dụng kem nhân sâm cũng được, nhưng mà cái kem á, nó không có cái tác dụng giống thuốc. Thuốc mình á, là có cái tác dụng là trị, thì thuốc nó có tác dụng trị thì nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ triệt để hơn. Cái kem thì nó không có bằng thuốc đâu. Mộc Trinh, nếu mà trong có thể là da em dùng thuốc nó vẫn còn cái ẩn động ở trong cái da mình, thì giờ em cứ ngưng cái kem lại đi. Em ngưng khoảng 2-3 ngày sau á, nó sẽ tự khô lại, nó khô, nó không sưng đỏ nữa. Rồi cái em bôi kem lên, em bôi mỏng lại thì có thể là nó hết, nó không có sưng đỏ đâu em. Tại vì giống như chị hồi lúc trước, chị cũng vừa sử dụng thuốc xong, chị dùng cái lọ B2 và mặt nạ và tinh dầu liền, thì nó cũng hơi bị nổi mẩn nhiều ở hai cái vùng này, rất là nhiều. Thì chị ngưng vài ngày rồi sau đó chị dùng lại thì hết. Có khi thì mình dùng lại nó vẫn còn thì mình ngưng thêm. Đa số những cái sản phẩm bên Trang thì có một nó cũng đều bằng tự nhiên, nhưng mà có một số là mình chiết xuất từ tự nhiên, còn một số thì hoàn toàn 100% luôn, như là các cái loại mặt nạ, tinh dầu, mật ong, rồi thuốc thì là hoàn toàn 100% thiên nhiên. Thanh Thiện, thank you em nha. Ngọc, em nhận được rồi. Đúng rồi, B3 là chuyên làm trắng da đó Mộc Trinh. Nhưng mà B3 là em phải ngưng cho cái da mình nó hết bong tróc, cho nó hoàn toàn bình thường là em mới sử dụng được. Đúng rồi, em lấy tinh dầu cộng với mặt nạ B1, em sử dụng chung cho nó tốt nha Ngọc Selen. Kim Ngân Bi, chị ơi em muốn da đẹp như chị thì em da em đang có vấn đề gì? Chị sẽ tư vấn cho em. Lê Ngọc Viên, không chị bây giờ thì đang được nói chuyện với chị nè, rồi lát nữa được chơi trò chơi nha. Nói chuyện một tí đi cho mọi người tham gia đông đông đó, rồi mình chơi trò chơi, mọi người share bài để cho bạn bè của mình nó cùng biết, rồi cùng share bài, rồi cùng đón số, cùng biết đón số để mà được cái phần quà từ chị. Chưa, Bích Thanh chưa đủ, nhiều hơn nữa, chị cần nhiều hơn nữa. À đây, đây là phần quà cho Bích Thanh đây. Thích không? Có ai thích không? Bong bóng. Ông bóng đây biết ở đâu không? Chị lượm mất. Bắn chim cho boss. À được Mộc Trinh ơi, Mộc Trinh thuốc em bôi ở đâu cũng được. Tại vì thuốc mình ở nhiều bạn bị mụn lưng, mụn cổ, mụn ngực á. Sử dụng rất là ok. À, Hà BC rồi, ok thank you em. Chị đẹp quá Ngọc Xe Lên, em cũng dễ thương, cũng đẹp mà. Thôi chết cho bể thôi. Em bể rồi em trả lại chị đi, chị mới chích. Lương Ngọc Quyên, Lương Bích Thanh, chừng nào em vào mà nó chưa bể là nó thuộc về em đó. Thank you em Ngọc Xe Lên nha, chia sẻ rồi. Ngọc Xe Lên, em muốn da cho chị ấy. Da em cũng đọc đẹp rồi đúng không Ngọc? Chị thấy da em đẹp hơn trước rất là nhiều rồi. Hồng Gấm Lê, em cũng xe rồi, thank you em nhiều nha. À, Diễm My, chị cho em hỏi da của bà chị em thoa thuốc bất rồi mà đi làm ngồi nắng ngợp quá nên một bữa chị em không bịt khẩu trang như này. Không sao đâu Diễm My. Em nói chị á là gì hay chị em gì đó, em nói là mình bôi thuốc vô cho nó bong ra không sao hết. Và cố gắng các bạn đang sử dụng thuốc á, cố gắng tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời nha, tại vì ánh nắng mặt trời nó rất là độc. Lương Bích Thanh đi xếp hàng đi. Bắn chim nhiều rồi đi bắt xếp hàng nha. À, sẹo rỗ, mấy cái mụn đó có thể là lâu lâu em tái tạo lại Ngọc, tái tạo nhẹ lại, hoặc là em chấm thuốc lên, hoặc là còn cái sẹo rỗ thì em bôi thuốc ngay chỗ mấy cái sẹo rỗ cho nó bong ra. Chị cũng có sẹo rỗ lúc bị mụn để lại, chị thường cũng hay bôi lại mấy cái khúc đó cho nó da cho nó bong, càng bong ra thì cái sẹo rỗ nó càng mờ dần. Nó tỷ lệ thuận với cái thời gian mình bôi thuốc á. À, xài thuốc mắc sưng không có sao hết em. Mắc sưng á, là rất là bình thường, hiện tượng bình thường. Nhưng mà tại vì có thể là em bôi gần mắt, em bôi xa mắt ra. À, da bé gì mà da em bông rồi đỏ đúng không? Đỏ thì em ngân thuốc ở trên cái hộp thuốc, trên vỏ hộp em nó có cái hướng dẫn sử dụng nếu mà da sưng đỏ. Lê Ngọc Viên, đúng rồi, mụn lưng em sử dụng thuốc được em. Mụn lưng em sử dụng thuốc, có ai nặng giùm em lấy nhân mụn giùm thì càng tốt cho nó nhanh. Còn bé mà bị sưng á, bị đỏ thì nó bong, mà đỏ em ngân thuốc đi em. Em ngân thuốc vài bữa nó hết đỏ rồi em bôi mỏng lại, thật mỏng lại. Ngọc Xe Lên cố lên. Diễm My, cảm ơn chị. Thanh Ngọc, em còn nhiều thâm đúng không em? Em tiếp tục sử dụng thuốc cho nó bong thâm ra. Hết mụn là rất là tốt. Chào em Dung. Da em bong không đỏ hả? Da em bong không đỏ là bình thường mà em. Tốt. Cô bé mùa đông biết khi nào mới được như chị là được cái gì? Thầy nói rõ nha. Cái bạn nào 41 kia chị chưa mà. Chị chưa có chơi đâu. Đang tư vấn với các bạn một tí. Tại lâu lâu chị mới live stream cho nên. Chào Hồng Quýnh nha. Lâu lâu chị mới live stream nên chị dành thời gian tư vấn cho các bạn một tí. Lại Thẩm, cảm ơn Lại Thẩm nhiều nha. Chị cho em hỏi, em xài được 5 chai mà da đã bong nhưng vẫn còn mụn, làm cách nào cho hết mụn chị? Lê Tuyên, em là da của em xài gì mà 5 chai dữ lận hả em? Mà vẫn chưa hết mụn. Em có thể cho chị biết là mụn của em là mụn có nhân hay là mụn mũ hay là nổi mẩn li ti? Không phải đâu Kỳ Duyên. Sức thuốc nó sẽ giúp cho mụn ẩn đẩy lên. Và mình mụn ẩn nó vẫn có thể là thuốc nó vẫn đẩy ra ngoài bên ngoài được. Nhưng mà để mà nó đẩy ra bên ngoài như vậy thì nó rất là lâu. Cho nên là khi mà nó đẩy cái cùi lên mình thấy nó già già rồi là mình lấy nhân mụn ra mình bôi thuốc cho nó nhanh có hiệu quả. Lê Ngọc Viên, sao chị ốm vậy chị? Chị sẽ biết viết gì ạ? Rồi chị sẽ đang test giảm cân. Khi nào mà Trang ok rồi Trang mới ra ha. Khi đó sẽ chia sẻ bí quyết. Chị, trong quá trình sử dụng thuốc mình không được nặng hoặc lột mụn đúng không chị? Tại bữa em nặng bị trầy luôn. Kim Ngân Bi, em vẫn được nặng mụn. Và khi mà cái chỗ em nặng mụn em chấm thuốc thường xuyên vô một tí để cho cái chỗ đó nó nhanh khô đấy em. Nhanh, tại vì cái thuốc mình đã làm cho nhanh lành vết thương, cho nó nhanh khô, nhanh bong cái vết thâm ra nữa, không để lại sẹo nữa. Còn em lột mụn thì có thể vẫn được. Lột mụn cám thì được. Tại vì lột mụn nó chỉ ra những cái mụn nhỏ nhỏ, mụn cám thôi. Em lột mụn có thể em sử dụng cái loại gel lột mụn than hoạt tính bên chị cũng an toàn. Thanh Thiền, bạn 41 làm em theo hi hi. Không, chị chưa có chơi đâu. Lê Tiên, mụn cá nhân. Lê Tiên, mụn cá nhân nó tự đẩy ra thì nó hơi lâu nên em có thể là em đi lấy nhân mụn. Rồi em bôi thuốc vô cho nó nhanh cái hiệu quả nha em. Em lấy nhân mụn ra rồi em không có lấy được thì có thể em ra tiệm người ta lấy nhân mụn đó. Cho người ta lấy nhân mụn ra, không có bôi thuốc gì của người ta hết. Chỉ về bôi thuốc của mình là được rồi. Ngọc Hiền đợi rinh va. Rồi đợi đi em. Thì Dung thì như chị đã tư vấn thì có hai loại kem. Một là loại mà làm trắng da. Bạn nào thích trắng nhiều thì dùng trắng. Còn bạn nào mà thích căng bóng thì dùng căng bóng. Em lột mụn nghiêng mặt thì được, không sao hết em. Nhưng mà trong thời gian sử dụng thuốc các em nên hạn chế sử dụng các loại mỹ phẩm. Tại vì các loại mỹ phẩm nó có chứa hóa chất đó, mình hạn chế. Ví dụ như cái mát bên mình hoặc là gel lột mụn bên mình cũng an toàn. Tại vì nó thiên nhiên. Cái mát đó là thiên nhiên 100%. Hoặc là dầu mật ong vẫn là thiên nhiên 100%. Hồng Hải, mụn lên bạn mình kéo xuống tí. Dùng 4 chai. Giờ thì dê cũng tạm ổn, nhưng lỗ chân lông vẫn còn to và mụn vẫn lên nhiều. À, bạn dùng 4 chai mà mụn vẫn còn lên hả bạn? Thì nếu mà cái mụn ẩn á, thì bạn lấy những mụn ra rồi bạn bôi thuốc cho nó nhanh có hiệu quả nha. Còn cái mà lỗ chân lông thì cần phải bong, da nó bong ra. Thì cái bong dần dần, không phải vừa bong xong là nó nhỏ lỗ chân lông liền, mà nó còn phải bong dần dần thì cái lỗ chân lông của bạn nó mới se khít dần. Và những cái bạn mà mới sử dụng thuốc mà da đang sưng hoặc đỏ thì các bạn sẽ không thấy lỗ chân lông cải thiện, mà ngược lại sẽ thấy lỗ chân lông mình nó to hơn. Các bạn thường hỏi là ồ sao sử dụng nó lỗ chân lông nhỏ mà lại thấy nó to hơn, thì không phải đâu. Tại vì trong quá trình mình sử dụng nó đang bị sưng, bị đỏ thì nó nở cái lỗ chân lông mình ra, nên mình nhìn thấy nó to, nó nở ra, có thể nó đào thải độc tố rồi dầu nhờn ra đó. Thì khi mà các bạn nó hết sưng đỏ, nó bong dần dần thì cái lỗ chân lông của mình đến lúc đó thì nó mới nhỏ se khít lại. Còn mụn thì bạn cứ lấy nhân mụn ra rồi bạn bôi thuốc vô nha bạn. Hồng Hải, bạn đang dùng kem và 8 món là bạn dùng nguyên một cái bộ sản phẩm cao cấp đó hả bạn? Lát nữa bạn cứ inbox mình để mình tư vấn rõ hơn thêm nha. Inbox vào cái tin nhắn cho mình nha. Rồi chụp cái da gửi qua tin nhắn cho mình luôn để mình xem nha Hồng Hải. Trang ơi, sử dụng thuốc một lần hết mụn rồi, bây giờ sử dụng thuốc trị sẹo rỗ lâu năm, sử dụng thuốc sâu lâu bông da quá vậy. Quynh đang sử dụng hay là khách Quynh? Da bông lâu bông thì Quynh sử dụng bôi tăng lên một tí. Nếu mà lâu bông quá nữa thì mình tăng lần sử dụng và mình tăng cái lượng thuốc lên. Nếu mà vẫn còn lâu thì Quynh lấy cái đá lạnh chườm trực tiếp lên da, chườm trực tiếp lên cho cái da mình nó nhanh khô. Rồi mình chườm trực tiếp 5-10 phút rồi mình lau khô cái da mình rồi mình bôi thuốc lên nha Quynh. Xe nhỏ lỗ chân lông, Hồng Hải bạn xe nhỏ lỗ chân lông thì bạn da bằng bông chưa? Nếu nó bông nó sẽ se khít dần dần đó. Nếu mà nó hết sưng đỏ thì bạn sẽ nhìn thấy nó lỗ chân lông nó nhỏ lại đó. Vùng mũi nhiều, vùng mũi nhiều, vùng mũi đúng rồi. Hai cái bên này nó thường bị lỗ chân lông rất là nhiều. Đây, hai bên này thì bạn cứ bôi thuốc hai bên đó cho nó bong da ra. Mà trong cái thời gian nó đang bong á, mà nó đang sưng đỏ thì mình sẽ không có thấy sưng đỏ thì mình không thấy rõ, không thấy được là cái độ giảm, độ cải thiện của nó đâu. Khi mà nó bong mà nó không còn sưng đỏ mình sẽ thấy nó khít dần. Như Trang cũng hay bị lỗ chân lông bự ngay chỗ này, và lâu lâu Trang cũng tái tạo lại cho nó se khít lại. Tại vì cái lỗ chân lông nó rất là khó. Trang thấy trên thị trường quá trời là sản phẩm quảng cáo se khít lỗ chân lông, mà trong khi các cái bạn mà bán những cái sản phẩm đó lại qua bên mình hỏi mua thuốc để về se khít lỗ chân lông. Trang mới hỏi là ủa sao mình thấy sản phẩm bên bạn bán ghi se khít lỗ chân lông mà, thì bạn kêu là lý do này lý do kia. Cho nên là Trang biết, Trang cái điều đó Trang biết, thừa biết, nhưng mà Trang chỉ hỏi về thôi. Cái se khít lỗ chân lông rất là khó có sản phẩm mà chữa cho nó cải thiện được. Chỉ có sản phẩm bên mình là ok nhất trong các cái loại sản phẩm mà Trang đã từng biết. Và có thể là cái lỗ chân lông nó rất khó, có thể là sau này lâu lâu nó sẽ bị to lại, chứ không phải là nó nhiều bạn ở xe lâu mình sử dụng bao nhiêu lâu giờ nó hơi lỗ chân lông nó to lại, nhưng mà nó to không có đáng kể, nó to không giống như lúc đầu, nó chỉ to hơn một ít thôi. Và các bạn biết sao, cái tiếng dầu, tiếng mồ hôi trong cái da mình á, cái thuốc mình là chữa ngoài da, không có chữa ở trong. cho nên là không có uống, cho nên không có chữa từ bên trong, cho nên là nó chỉ tạm thời, nó không phải là nó trị được cái tuyến lỗ chân lông mà trong cái da luôn, mà nó trị ở bên ngoài thì nó làm cho nó khô lại trong lúc tái tạo. Thì trong lúc tái tạo da mình rất là khô, và sau này cái da của mình nó sẽ từ từ nó mềm lại, nó hết khô lại. Và cái tuyến lỗ chân lông của các bạn mà da dầu nhờn thì nhiều thì nó sẽ ra cái dầu nhờn, thì nó sẽ làm cái lỗ chân lông nó to ra. Em đang dùng được 2 chai với bột mát. Ừ, cô bé mùa đông em dùng 2 chai với bột mát rồi da em. Em cố gắng lên nha. Dạ em có vấn đề gì thì có thể inbox cho những cái bạn mà đã bán sản phẩm cho em, hoặc là inbox chị cũng được. Tại vì hiện tại bây giờ Trang không có bán lẻ nữa, Trang rất là ít bán lẻ. Bán lẻ chỉ khu vực nào mà chưa có nhà phân phối, chưa có đại lý hoặc là chưa có chi nhánh nào đó Trang mới bán lẻ thôi. Còn những khu vực nào có thì Trang cái chuyện khách hết cho những cái bạn đó, nên Trang ít chỉ có những bạn nào mà biết Trang thì mới Trang tư vấn. Hồng Hải, có gì bạn inbox cho Trang nha. Gửi cái chụp cái da, gửi da qua cho Trang xem luôn. Nếu mà bạn Hồng Hải bạn sử dụng một cái bộ 8 món thì có thể mình sẽ, cái bộ đó nó là mình bao cho bạn. Bạn cứ inbox qua cho Trang rồi Trang sẽ hỗ trợ bạn nha. Bảo An giảm cân giảm cân thì chị là đang test, chị đang test và chị đang nghiên cứu để cho cái nhà phân phối bên chị test để xem lấy cái kết quả. Huynh sử dụng nhé Trang. Huynh sử dụng là sử dụng gì Huynh? Sử dụng thuốc, đúng rồi, hồi nãy Trang có hướng dẫn Huynh rồi đó. Hương Thân Chân, em sử dụng phay nó bị tróc da mẩn đỏ. Thì lúc trước cái da của em nó có bị gì không? Hay là em chỉ muốn dùng cho nó trắng thôi? Hương Thâm Trâm, em chỉ dùng phay cho trắng hay là em da em có bị mụn nám gì không? Nếu mụn nám gì thì em tốt nhất em sử dụng thuốc đi. Em sử dụng thuốc cái nó bong dần dần ra, nó sẽ hết bị sần đấy em. Giờ nó đang sần nhưng nó bong dần dần ra hết sần đó, không sao hết cả. Quên chùm đá nha Quên. Ôi trời ơi, hệ thống ai cũng hóng thuốc giảm cân hết trơn. Bạn nào cũng chị ơi cho em test nha, cho em test nha. Rồi ok. Bạn nào có nhu cầu lát inbox Trang để Trang cho test. Các bạn trong hệ thống thôi nha. Thảo riêng dùng được 2 tuần mà chưa thấy da không sưng không đỏ nhiều, tại vì có nhiều cái da rất là khỏe thì mình sử dụng nó lâu hơn, còn nhiều cái da rất là nhạy cảm thì sử dụng nhạy cảm hấp thụ thuốc nhanh thì mình sử dụng trong vòng là 2-3 ngày là cái da đã bắt đầu thấy những cái biểu hiện như sưng đỏ rồi chuẩn bị bong. Còn những cái da mà khỏe thì các em không có thấy dấu hiệu gì đó Thảo Rim, thì em có thể em lấy đá lạnh em chườm trực tiếp lên da 5-10 phút rồi em lau khô đi, rồi em bôi thuốc vài ngày là da em sẽ bong ra đó. Vài ngày sẽ bắt đầu có cái dấu hiệu bong da. Dùng hết mụn khi nào trang điểm lại được? Chị dùng hết mụn thì chị có thể da chị khoảng tuần 2 tuần là chị dùng trang điểm được. Tại vì ví dụ như em nè, nhiều lúc em đang dùng thuốc em đi tiệc hay gì đó em vẫn ngưng thuốc trước một ngày rồi em trang điểm vẫn bình thường, không có bị kích ứng hay không bị gì hết, hoàn toàn không bị gì. Thì chỉ cách tại vì cái da của em nó khỏe đó, nhiều da tại vì em sợ nhiều cái da nó bị nhạy cảm quá cho nên mình ngưng hơi lâu một tí, thời gian dài một tí rồi mình mới trang điểm. Còn như da em khỏe thì em ngưng em trang điểm luôn được luôn, đợi cho da mình nó hết bong hoặc là nó không đỏ rồi nữa mình trang điểm được. Thì dùng sưng đỏ không cần cự ăn gì hết, tại vì sản phẩm bên mình là các bạn ăn thoải mái luôn, không có cần cự gì hết. Sưng đỏ thì ngưng thuốc chùm đá hoặc là mình lấy cái sữa chua không đường cho 2 giọt chanh tươi vô mình đắp cho nó nhanh hết đỏ. Mình cũng bị sẹo rỗ. Loan Phạm sẹo rỗ lỗ chân lông to. Thì cái bên mình á, cái sẹo rỗ mình không có hứa chắc là sẽ tất cả các trường hợp đều hết 100% nhé các bạn. Tại vì cái sẹo rỗ là nó cực kỳ khó. Nhiều cái khách bên mình á, đã từng đi lăn kim, lăn kim tốn tiền rất là nhiều, một tuần đi một lần mà đi cả năm trời vậy, mà nó không có bằng là sử dụng 2-3 chai thuốc bên mình. Đó là sự thật chứ không phải là mình nói xạo. Mình hoàn toàn là tư vấn các bạn là mình không có bao giờ nói xạo cái gì hết. Có thì mình ví dụ nhiều người sử dụng Trang, bây giờ Trang thấy rất nhiều người quảng cáo, không phải là Trang động chạm gì nhưng mà Trang thấy nhiều cái Trang hơi mắc cười đó. Sử dụng 2 ngày 3 ngày da hết mụn, sử dụng bảo đảm 7 ngày hết mụn, nhưng mà không có cái gì mà 7 ngày 3 ngày hết mụn đâu các bạn, đừng có bị lừa. Nhiều người 7 ngày 3 ngày hết mụn đảm bảo gì đó, triệu mấy mua về sử dụng mặc lên tè lè, do hỏi thì người ta chặn Facebook luôn. Đừng có mà tiền mất tật mang. Còn như Trang là nhiều người ví dụ bảo đảm sẹo rỗ hết 100% tàn nhang.